Cá anh em nha. Nay mình qua nhà của anh Vũ bên Càng Long Trà Vinh nè anh em. Thì anh có giao lưu với anh em một số gốc mai sù. Để cũng khá là đẹp nha anh em. Thì anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể tham khảo video này. Ví dụ được giá thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Anh Vũ cho anh em biết là địa chỉ chính xác mình đây ở đâu anh? Mình đây là ấp Bình Hội, xã Bình Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Đầu tiên là gốc số 1 cho anh em, nguyên con thú anh em ơi. Cái này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Vũ? Chiều cao này phải khoảng tới 1m6 á. 1m6 nha anh em. Cái này bông bông gì anh? Bông giảo 12 cánh. 12 cánh, 92 cánh ha. Đấy. Bao bao bông đẹp luôn. Mấy chi tàn này mình tạo lâu chưa anh? Mấy năm rồi. Mấy năm ha. Này nhà hậu uống nhà hậu sẵn rồi. Cây này mình về mình chơi luôn ha anh. Không còn chỉnh sửa ha. Tết thì chỉ lặt lá chơi luôn thôi chứ không có sửa gì nữa ha. Dạ. Đây quay cho anh em xem một vòng của cái bộ đế nha. Cây đẹp nha anh em. Cái này hồi đó giờ mình trồng lên khoảng nhiêu năm anh? Để em về đây nè. Khoảng lên chậu là khoảng 3 năm 4 năm. 3 4 năm ha. Thân chậu, cây thân chậu. Cái này mình có bao ship cho anh em không anh? Cây này bao ship 200 cây luôn anh. Đây có cái đuôi luôn nha anh em. Để cho anh em tham khảo. Rồi bự lắm, cây này nhìn bự lắm. Cái này nhờ anh vô anh đo em thử hoành đi anh. Cây này cũng không biết sao đâu hoành nữa nè. Đo đo hai cái cho anh em tham khảo ha. À. Đo phía trên cái hồi mình đo bụng cái. Nhiêu anh? 41. 41. Rồi, bắt đầu em nhờ anh đo xíu dòng bụng đi anh. Nhiêu anh? 47. 47. Anh đo cho em hết nguyên cái củ luôn anh. Củ khoảng nhiêu anh? Cái này giảo nha anh em. 76. 76. Đây, quay xa xa cho anh em xem tham khảo cái cây này nha. Cái này ví dụ anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu anh Vũ? 65 triệu anh. 65 triệu là hỗ trợ cho anh em ship 200 cây số ha anh. Dạ. Rồi bắt đầu anh mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha anh em. Gốc tiếp theo anh em, một gốc mai sù nha anh em. Cái này quay cho anh em tham khảo những cái điểm sù trên cây này. Cây này đem về lâu chưa anh Vũ? Khoảng cả tuần. Quá trời luôn rồi anh em. Cây đóng nhiều nha anh em. Đóng gần bứt cái cây mẹ rồi. Cái này trải tới cái này trải dài lắm luôn. Đúng rồi. Từ đây trả ra dài lắm. Cái này bông hồi đó là mấy cánh anh? Bông này là 7-9 cánh. 7-9 cánh nha. Bông đẹp. Cây này đóng bộ đế khá là xịn sò nha anh em. Quay cho anh em tham khảo một vòng. Đế lớn nha anh em. Này anh em đứng thực tế ngoài cây lực lắm nè. Đưa cho anh em coi. Đó. Đó, đúng rồi. Cầm tay bự bằng cầm tay luôn. Vì khi mình dòm nhìn thấy có cái gì đó người ta anh em mới hình dung được anh. Rồi bắt đầu này anh nhờ anh vô đó em thử cái hoành đi anh, cho anh em tham khảo chi tiết cái gốc này. Hoành chuẩn nha anh em. Bao nhiêu anh? 58. 58 hoành. Rồi anh đo cao lên chút xíu anh. Nhiêu anh? 55. 55 hoành. Anh đo chiều cao của cái gốc này anh. Chiều cao nó là 90. 90. Đây, quay cho anh em tham khảo lại một vòng. Cái cây này giao lưu với anh em là giá khoảng bao nhiêu vậy anh Vũ? 65 triệu anh. 65 triệu là hỗ trợ ship cho anh em ha. Rồi, 65. Những cái điểm sù đây nè, quay lại cho anh em thêm vòng nha. Lên khá là nhiều, lớn nha nè. Cái này thì nghỉ vài năm nữa nó bích. Bích hết cái cây. Cây này nuôi thành phẩm ra nó sù nhiều nữa, cây này giá trị lắm. Dạ. Yeah. Gốc tiếp theo anh em, một gốc mai sù tiếp theo. Cây này thì nó lên cũng rất là nhiều luôn anh em. Đây cận cảnh cho anh em xem cái những cái điểm mà sù trên cái cây này. Bích đóng bể bể luôn anh em. Đấy, cái tay mình đút vô này là những cái điểm mà lên nhìn khá là lực. Cây này lên lâu chưa vậy anh Vũ? Cây này lên chậu này là năm mấy à. Dạ. Còn mấy cái mới sửa lại nó. Cái sù này ngày xưa là anh trồng là nó có chứ anh? Nó có sẵn. Có sẵn hả anh? Đây quay cho anh em một vòng nha. Đế dưới là mình moi hết anh, nó có nhiêu đây anh? Thì thường thường những cái gốc mai sù thì đế vậy là khá là ổn rồi anh em ơi. Đế này không
nhiều. Quan trọng cái bông nó đẹp, với hai là những cái điểm xù nó lên nhiều và nó lớn là ok. Cây này xù từ đây xuống đây là nó hết trơn luôn. Từ đây này nè, xuống tới sát gốc là hết luôn. Cái này anh nhờ anh vô đo thử cái hoành nè, thử cái hoành ở dưới cho anh em tham khảo. Ồ, cái cục lên đã nè, cái cục này nè. Bao nhiêu anh? 57 hoành. 57 hoành. Đây rồi. Đây nó có cái đế đại. Nó nở ra chút xíu cho anh em tham khảo ha. Dạ. 64. 64 hoành. 64 ngang đây nè. Rồi, chiều cao luôn anh. Chiều cao nó là 1m05. 1m05. Rồi, anh đo em vô cái cũ này luôn anh. Cái cục này anh đóng thấy nó bự quá. Đã trên đây nè. Nhiêu anh? 51. 51. Cây này ví dụ anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu là giá khoảng nhiêu anh Vũ? À, 55 triệu. 55 triệu là hỗ trợ ship cho anh em luôn hả anh? Rồi, mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo nha. Gốc tiếp theo anh em cũng là một gốc mai xù luôn anh em. Cây này thì đế hơi bị đẹp nha anh em. Mời em dòng cho anh em nè. Đế đều bốn mặt luôn. Cây này thì anh em khỏi có bàn chê gì cái bộ đế gì hết. Tổng lực con đế lực lưỡng luôn. Đây, xù. Mấy cái điểm xù nè em thấy đóng dày ra luôn. Ở đây, phía dưới thân của cái gốc này như đóng 60-70% ăn lên đó nè. Có thể hơn. Đây. Bệ nguyên bệ nè, chảy sáp xuống. Khá là đã. Đế lực anh em. Nói chung thì cái cây này anh em nhìn thực tế bên ngoài thì cây nó cực kỳ lực luôn. Đế thì bao đẹp cho anh em. Không riêng gì phía dưới nè, trên đây cũng vậy nữa nè. Lên tới đây. Cây này em nhờ anh vô đo thử em chiều cao lên, cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao này là 1m1. Cao là 1m1 ha. Dạ. Rồi, cây này em anh đo thử hoành nè. bốn mươi chín hoành. Rồi anh đo cao em chút xíu nữa đi. 46. Anh đo em nguyên cái nồi đế luôn anh. Quá trời cái bộ đế. Mắt thước anh em ơi. Cây này bông bông nhiêu cánh anh thấy mặt bông anh? Cây này bao bông đẹp. Bao bông đẹp ha. Ví dụ cây này anh em nào mà thiện chí mà muốn giao lưu là giá khoảng bao nhiêu vậy anh Vũ? Dạ 27 triệu. 27 triệu là hỗ trợ cho anh em là ship tận nhà cho anh em luôn. Nói chung thì mua bán thì anh em muốn mua với người muốn bán hai người nói chuyện nhau hợp lắm anh em. Cây này thì thực tế bên ngoài anh em nhìn là nó khá là đã. Ghê lắm. Lên xù khá là đẹp. Nói chung là nó có duyên anh em ơi. Nhìn rất là duyên. Cái bên thì có một gốc cây cũng xù luôn phải không anh? Xù luôn. Xù luôn. Mang trên mình cái cũ phải nói là cực kỳ đẹp. Cái này anh đo em thử chiều cao đây. Bắt đầu mình vô mình quay chi tiết cho những cái điểm xù với hai cái đế sao anh? 1m5. 1m5. Đây nè anh em quay cho anh em tham khảo. Anh ôm lực lắm nha. Anh để cái tay vào thử anh để cho anh em ta hình dung ra luôn. Đây anh em. Cây lực quá trời lực luôn anh em. Là đây xù nè anh em. Cái điểm nè, xù lên nè anh em. Những cái nụ cành này là cắt hay sao anh? Cành dư cắt hay nó tự thân nha anh? Không biết, nó mua về thấy vậy á. Dạ. Không có gành nó tại vì dạ. Ông ta. Đây, sẽ quay cho anh em tham khảo một vòng của bộ đế nha anh em. Cây này nó có cái mặt cắt chỗ này nè. Dạ. Có mặt cắt cái này khoảng 10 phân nè, để đo cho anh em coi nhiều khi. Dạ. Nè, chỗ này 10 phân. Cái này mình tạo 2-3 cái chi, chỗ này chừng cỡ 2-3 năm là nó lành hết rồi. Liền này. À. Đây bên em bộ đế này nè. Bộ đế này khỏi có bàn cãi luôn, cũ, hết hồng cũ. Nhìn là xa xa giống như nguyên con thú anh nè. Cái này xù lên nhiều nè, như nó lên gần giáp dòng hết cái phần gốc, à. Phần gốc ở dưới đây rồi. Cái điểm trên đây thì những cái nách này nó cũng có ga nữa anh nè. Nứt nứt, nứt nứt chưa. Còn khúc chứa thì nó xù nhiều à. Dạ, nó cũng có cái dấu hiệu để mà nó xù. Đế đây nè, quay thêm một vòng bộ đế nha. Nó khá là đã nè. Tài mình để vô thì anh em có thể thấy được cái bộ đế này lực cực kỳ bự. Đưa vô cái tay hình dung. Cái này em anh nhờ em vô đo em thử cái hoành nha. Cái này mình phải đo 3 thông số trở lên để anh em ta hình dung được cây mình luôn. Hoành nhiêu anh? 65. 65 hoành nha anh em. Rồi anh đo cao lên miếng nha anh.
60. 60. Rồi mình đo cái hoành đây luôn anh. Mình trên đây luôn đi. Đo cái hoành cao trên đây luôn đi. 32. 32 hoành. Rồi anh đo nguyên cái củ đặt đi anh. Củ đặt anh sát dưới đúng không anh? Quá trời cái củ. Củ đặt này 101. 101. Rồi anh đo sát xuống anh. Hết nguyên cái nồi luôn anh. Thước đo không nổi đâu. Rồi này khoảng cỡ 190 200 á. 190 200 đó. Này. Đây, quay cho anh em tham khảo. Quá trời cái bộ đế. Dạ. Cái này ví dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn giao lưu với anh em là giá khoảng nhiêu anh? Cái này 45 triệu anh. 45 triệu là bao ship cho anh em luôn phải không anh? Dạ, bao ship. Bao ship cho anh em luôn. Đó. Ồ, nhìn cây này khúc này là muốn bằng thùng B nha. Khoái quá anh em ơi. Trung thích. Tiếp theo anh em. Cây này cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này cao khoảng 2 m. 2 m, đường kính bộ tàng anh. Bộ tàng này. Đây hào hào thử. Cũng khoảng cỡ 2 m luôn à. Cái này mình vô nhôm lâu chưa anh? Cũng được mấy tháng à. Mấy tháng ha. Còn chi cành này mình tạo nó được lâu chưa anh? Cũng năm mấy à. Dạ. Phía dưới là cái bộ đế này anh em. Đây quay cho anh em một vòng cái bộ đế này. Đế ra đều nha anh em. Đế đều nha. Đây nè anh em. Ở đây nó có một cục đế này anh em. Đây, cây đế đẹp anh em. Đế một cục này luôn. Đế là đầy này, bích hết luôn, chỗ nào cũng có. Đế nói chung là đều bốn mặt anh em ơi. Thân thì mớp nha anh em, có một số điểm nó mớp. Mình thấy cây khá là đã. Cái này cây nó hơi nghiêng nhẹ miếng anh. Hơi nghiêng nhẹ. Cái này ngày xưa là phôi á anh. Cái này là cái tàn cắt sửa lại. Tàn cắt sửa nha. Này em nhờ anh vô đó em thử cái hoành nha. Để anh em tham khảo anh. Bông nó đẹp không anh? Bông này từ mua về chưa ra bông cũng không biết bông nữa chắc cơ. Này 5-7 cánh trở lại. Dạ. Không biết nữa. Không dám bao. Dạ. Nói chung là mình biết thì mình bao. Bao nhiêu anh? Ồ, đế, đế đẹp cái ghê luôn. Nó mọc đều hết trơn. 58 hoành. 58 hoành. Anh đo mà em thoát thân luôn anh. Thoát thân khoảng nhiêu anh? Thoát thân này 47. 47. Cây này thí dụ anh em nào mà thiện chí mà muốn đến vườn giao lưu là giá nhiêu anh? Cây này 42 triệu. 42 triệu, hỗ trợ ship cho anh em luôn anh. Rồi. Dạ. Đây quay cho anh em xem lại một vòng nha, để anh em tham khảo chi tiết hơn về cái bộ đế gốc mai này. Để cận cận cho anh em xem nè, nguyên đóng nguyên mấy cái đế này nó dồn cục ra anh em. Đế thì khỏi chơi cái này à. Đúng rồi. Quá đẹp. Đẹp dòng. Giá giao lưu là nhắc lại với anh em là giá bao nhiêu anh? 42 triệu. 42 triệu hỗ trợ cho anh em ship luôn nha. Theo nha anh em. Cái này xù luôn hả anh Vũ? Xù. Xù. Cái này bông gì anh? Cái này bông này cũng mới phôi mới sửa về con không biết mặt bông luôn. Anh đang môi cái đế lên nè để anh em tham khảo chi tiết hơn cái bộ đế này. Ngày mình đem về lâu chưa anh? Về được năm mấy à. Dạ. Mấy chi tàn này cũng sửa được năm mấy luôn anh? Dạ, mấy năm. Dạ. Đây anh em quay cận cận cho anh em xem cái bộ đế này. Đế dưới còn nữa không anh? Còn sâu quá. Nằm sâu quá mình không môi ha. Nói chung khá đế, đế đẹp thì cái này em thấy nó lên cũng tương đối nhiều. Này em nhờ anh vô đo thử em cái hoành đi anh, tham khảo luôn anh. Để cho anh em tham khảo chi tiết hơn về cái gốc này. Cái cục cục này lên. Đo đo mấy cái sóng đế này xuống là có hết nè. Dạ. Mấy sóng đế nè. Này cũ lớn ha. Thôi thì ảnh cái nào mà ảnh thấy bông chính xác ảnh mới bao cho anh em nha. Còn nào không có thì ảnh nói sao nó vậy gì. 59 hoành anh. 59 hoành. Rồi anh đo thử chiều cao anh khoảng nhiêu anh? Rồi cái cũ cái đi. Lên luôn. Cũ này. 61. 61 anh đo chiều cao ra, cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao này 1 mét rưỡi nè. 1 mét rưỡi. Hết gì thước. Ví dụ cái này anh em nào thiện chí mà muốn giao lưu là giá bao nhiêu anh Vũ? Cái này 40 triệu. 40 triệu. Bao ship cho anh em nha. Bao ship cho anh em 200 cây số. Đang lên xù nguyên gốc luôn à. Cái này thường thường mình khoảng bao nhiêu lâu mới thành phẩm cái cây được anh? Này khoảng 3 năm. 3 năm mới thành phẩm ha. Mình chơi được năm mấy anh? Năm mấy
Cái này tương đối là về anh em chỉ về chỉ dưỡng nó thôi, đâu có làm gì nữa đâu. Dạ. Rồi. Mời tất cả anh em xem gốc tiếp theo. Theo anh em cũng là một gốc mai xù luôn nha anh em. Cây này thì mình thấy tàn tán này kia nó ra khá là ok rồi. Cây này mình thành phẩm chứ anh? Thành phẩm. Thẩm ha. Cái này chỉ đợi chỉ cần nó lớn lên thôi. Cây này cũng xù luôn nha anh em. Đây quay cho anh em từng cận mấy cái điểm mà nó xù lên cái da nó nè anh em. Xù đóng gồng chứ nó chảy ra đầy. Dạ. Xuống dưới này nè. Quay bên đây cho anh em tham khảo. Củ lớn rồi nè. Những cái bệ này anh em thấy nó lên khá là nhiều. Cái này mình đem gì đến lâu chưa vậy anh Vũ? À, cũng năm mấy anh ơi. Mấy ha. À. Cái này để đẹp luôn á anh em. Đây quay một vòng cho anh em tham khảo vua đế này nha. Nó chảy từ trong thân. Để đẹp. Cái này bông mấy cánh anh? Cái này em chưa thấy là bông á. Đây nè. Đế đều hết trơn luôn anh em, đế đều bốn mặt luôn nha anh em. Cái anh em có thể ra tham khảo. Cây xù mà nếu đế vậy là quá là đẹp rồi anh em ơi, nói chung là đạt rồi đó. Cây xù đây. Mà những cái đầu cành này anh em thấy đóng bệ bệ không? Mình thấy cây khá là dữ. Bên đây cũng vậy nè anh em, những cái điểm nó phù lên nè anh em. Củ nở anh em ơi. Đế thì đều bốn mặt. Đây. Như điểm nó đóng này nè. Cây này nghĩ vài năm nữa thì nó lên cũng nhiều nha nè, trên nó mau, thường thường mấy cây mai xù nó lên mau lên lắm anh em. Lên. Dạ. Đo mẹ em đi. Đo củ trước đi. Hết củ dưới trước. Bao nhiêu anh? 51. 51 rồi anh đo cao anh miếng anh. Nè, phía bệ dưới này anh em thấy nó lên xù không? 35. 35 vành. Rồi xích trên 35 nha. Dạ. Hết thân luôn anh, đo hết thân thử bao nhiêu anh? 37. Chiều cao này chắc tầm khoảng 2m1, 2m2 của anh. Cỡ đó không? Tầm 6 à. 6 anh. Cái này ví dụ anh em nào mà thích mà thiện chí muốn giao lưu là giá bao nhiêu vậy anh Dũng? 17 triệu. 17 triệu. Là có ship cho anh em luôn nha anh em. Rồi, bây giờ mình tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình, người thân. Và anh em nào quan tâm có thể ủng hộ anh Vũ qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em.